Anh hói đầu nhiều tóc của chúng ta đang có chuyến tu thân tại Quất Lâm tự thì bị thằng bạn thân Chí Cốt Nathan tìm đến phá đám. Nathan nói rằng hiện tại Vương quốc Anh đang gặp nguy hiểm nên rất cần người tài giỏi như anh hói quay về giúp đỡ. Thì ra vài ngày trước một nhóm lính đánh thuê người Ukraine đã tấn công vào căn cứ nghiên cứu tuyệt mật của nước Anh. Chúng giết tất cả nhân viên an ninh và các nhà khoa học. Sau đó cướp đi chiếc vali chứa một thiết bị bí mật nào đó mà chính phủ Anh không nói rõ đó là gì. Ngay lập tức, giám đốc cơ quan tình báo Anh Harris đã lệnh cho Nathan thành lập một đội thám tử để điều tra kẻ đứng sau nhóm lính đánh thuê và chúng muốn bán chiếc vali cho ai. Và người đầu tiên mà Nathan tìm đến chính là thằng bạn siêu thám tử của mình. Đứng trước vận mệnh quốc gia đang lâm nguy, đương nhiên anh hói không thể nào ngồi yên được. Anh chào tạm biệt em Đào em Mai ở Quất Lâm tự rồi lên đường cùng Nathan. Hai người họ nhanh chóng tuyển thêm các thành viên khác cho nhiệm vụ lần này. Sarah, một cô gái người Mỹ có khả năng hack vào bất cứ hệ thống máy tính nào mà cô muốn. Tiếp theo còn có Davis, một chuyên gia sử dụng vũ khí từ cổ điển cho đến hiện đại. Khả năng nổi tiếng nhất của anh đó chính là lái máy bay bà già. Sau khi tập hợp lại đầy đủ, anh hói nổi bật nhất giữa nhóm bộ tứ siêu đẳng với quả đầu bóng loáng chói sáng của mình. Theo thông tin mà Sarah thu thập được, tại sân bay quốc tế sẽ có một người đóng vai trò chuyển phát nhanh cho đám lính đánh thuê hạ cánh. Ông ta có mang theo một ổ cứng và đó cũng là manh mối duy nhất giúp bọn họ tìm ra chiếc vali bí ẩn kia. Vì vậy, mọi người ngay lập tức chia nhau ra hành động. Sarah thì hack vào hệ thống camera an ninh sân bay để theo dõi người chuyển phát ngay khi ông ta xuất hiện. Sau đó sẽ báo cho anh hói cùng với Davis trong sân bay bám theo. Ngoài ra họ còn được cử thêm hai đồng đội khác hỗ trợ. Chẳng bao lâu sau người chuyển phát đã xuất hiện. Sarah liền thông báo cho mọi người hành động, nhưng còn chưa kịp làm gì thì người của bọn họ lại bị tấn công bất ngờ. Anh hói cho rằng có kẻ khác cũng muốn chiếm đoạt chiếc ổ cứng kia, vì thế anh đã phối hợp cùng Sarah dụ bọn chúng đến chỗ vắng vẻ. Ngay khi hai tên địch định tiếp cận, anh liền ra tay đánh vào cổ họng một thằng, sau đó lấy dùi cui điện chích thẳng vào con chim sơn ca thằng còn lại. Xin là xin vĩnh biệt cụ, hạ gục bọn chúng xong anh hói nhanh chóng ra ngoài phối hợp cùng Davis thực hiện một pha cướp người từ tay đối thủ. Chỉ bằng vài đường quyền cơ bản, hai người đã đánh cho bọn chúng lên bờ xuống ruộng không kịp trở tay. Sau đó Nathan lái xe đến đưa bọn họ rời khỏi sân bay. Đám người kia bị cướp trên giàn mướp liền cay giái cho thuộc hạ đuổi theo bằng được. Cùng lúc đó Sarah ở bên kia bắt đầu sao chép ổ cứng của người chuyển phát. Chạy được một đoạn thì chiếc xe của họ đã bị một chiếc xe khách chắn ngang đường. Đám người kia chẳng nói chẳng rằng vác hàng nóng ra chĩa thẳng vào mọi người. Chúng còn ngang nhiên cầm cưa máy cắt cửa xe ô tô. Cũng may là Sarah đã kịp thời sao chép ổ cứng thành công ngay giây cuối cùng. Lúc này tên cầm đầu của đám người kia cũng lộ mặt. Hắn chính là Mike, một đặc vụ và cũng là đối thủ truyền kiếp của anh hói. Tên mồm lông giống lão sếp của tôi hí hửng lấy đi chiếc ổ cứng mà không biết rằng nó đã bị sao chép. Sau khi giải mã, Sarah phát hiện chuyện này có liên quan đến Simon, một nhà tài phiệt thích nói đạo lý và hay tổ chức từ thiện. Sắp tới, ông ta sẽ tổ chức một buổi quyên góp cho các nạn nhân chiến tranh tại Cannes. Sarah cho rằng cả đội có thể tìm được thêm manh mối ở đó. Nhưng câu hỏi bây giờ là làm thế nào để có thể tiếp cận ông ta? Theo điều tra thì Simon rất thích một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng tên là Danny. Tuy nhiên, anh chàng này khá chảnh tuất nên chưa bao giờ đồng ý tham gia vào bất cứ buổi tiệc nào mà Simon tổ chức. Chuyện gì khó cũng đã có anh hói đẹp trai khoai to lò. Đầu tiên, anh dùng mối quan hệ của mình để tiếp cận Danny trên máy bay riêng của chàng ngôi sao điện ảnh. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là quản lý mới của cậu. Tự nhiên có thằng hói nào từ đâu chạy đến đòi làm quản lý khiến Danny ngớ hết cả người không hiểu chuyện gì. Nếu anh muốn xin tiền mua thuốc mọc tóc thì cứ nói, không cần phải lên máy bay của tôi rồi giả điên giả khùng đâu. Anh hói mỉm cười đưa đoạn video mà Danny chơi xếp hình cùng chị dâu cho đối phương xem. Thanh niên ban đầu rất hống hách giờ lại ngồi ngoan như cún, còn đôi mắt thì ngấn lệ. Sợ sự nghiệp sẽ tan thành mây khói nên Danny đã thỏa hiệp đồng ý nghe theo sự sắp đặt của anh hói. Rất nhanh bọn họ đã có mặt tại Cannes để dự buổi tiệc từ thiện của Simon. Tại đây Sarah sẽ đóng giả thành người yêu của Danny, còn anh hói là quản lý. Cứ như vậy ba người thành công xâm nhập lên chiếc du thuyền xa hoa bậc nhất vịnh Bắc Bộ của gã tỷ phú. Nathan cũng có mặt nhưng quan sát từ phía xa. Thấy Danny xuất hiện trên tàu, Simon liền đi đến bắt chuyện, cười nói rất vui vẻ mà không biết rằng bản thân đã bị mắc bẫy. Đúng lúc này anh hói phát hiện tên phục vụ người châu Á kia chính là thuộc hạ của Mike. Chắc chắn hắn sẽ phá đám chuyện tốt của mọi người nên anh đã thông báo cho Nathan biết. Sau đó bám theo tên thuộc hạ xuống dưới khoang tàu. Anh nói rằng mọi kết nối liên lạc của hắn với Mike đã bị gián đoạn nên anh ta sẽ không nghe thấy bọn mình nói gì. Ban đầu anh hói đưa chiếc đồng hồ xương xương 500.000 đô để mua chuộc nhưng hắn cầm lấy rồi lại còn đòi thêm ít tiền nữa. Đòi đòi cái đầu bùi, nói xong anh thẳng tay đi đường quyền vào ảnh đại diện của tên thuộc hạ. Dù hắn có cố gắng phản công cỡ nào cũng bị anh đấm cho răng môi lẫn lộn, mày có biết ở Việt Nam có câu tham thì thâm không? Chính vì vậy hôm nay tao sẽ cho mày thâm tím hai con mắt, sau khi đánh cho tên thuộc hạ bất tỉnh nhân sự. Anh lập tức dùng một chiếc cano đưa hắn chu du khắp đại dương bao la,
và từ đó vua hải tặc cũng ra đời. Phía bên kia, Sarah nhân lúc không ai để ý đã lén nút vào phòng làm việc của Simon đặt thiết bị nghe lén. Cô còn dùng điện thoại để hack vào hệ thống máy tính của ông ta, nhưng đúng lúc này trợ lý của Simon xuất hiện khiến Sarah hú hồn con chồn. Cô giả vờ rằng mình rất yêu thích các tác phẩm nghệ thuật nên muốn vào đây chiêm ngưỡng, sau đó tự tin bước ra ngoài không một chút sơ hở. Lúc này Danny vẫn chưa tiếp chuyện xong với Simon, ông ta rất yêu thích anh chàng ngôi sao điện ảnh này nên đã rủ bọn họ đến khu biệt thự nghỉ dưỡng của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cơ hội tốt để thu thập thêm manh mối nên cả bọn đều đồng ý. Khi ấy, đám bạn người Ukraine của gã tỷ phú xuất hiện, bọn chúng muốn chụp vài tấm hình với Danny để đăng Facebook câu like. Nhân cơ hội đó, Simon kéo Sarah tới một góc vắng vẻ để gạ kèo. Em có muốn xem con đại bàng lông lá tràn đầy sức mạnh và uy lực trong anh không? Người đẹp giả vờ không hiểu nhưng vẫn liếc mắt đưa tình với Simon một cái. Lúc này anh hói quay lại xin phép tất cả mọi người đưa Danny và Sarah xuống tàu trở về khách sạn nghỉ ngơi. Không lâu sau, máy nghe lén đã phát huy tác dụng, thì ra tên người Ukraine kia chính là kẻ cầm đầu nhóm lính đánh thuê đã cướp chiếc vali. Còn Simon chỉ là kẻ trung gian thực hiện giao dịch kiếm ít tiền hoa hồng, tuy nhiên danh tính của người muốn mua chiếc vali đó không được tiết lộ. Vấn đề bây giờ là họ phải tìm ra chiếc vali hiện đang được giấu ở đâu. Rất nhanh, Sarah đã tìm thấy vị trí dinh thự mà băng nhóm người Ukraine đang thuê. Những nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm cao đòi hỏi sự chuyên nghiệp thì không ai có thể qua mặt anh hói. Tối đó, một mình anh đột nhập vào dinh thự của bọn chúng rồi lấy bình khí gây mê thay vào hệ thống lọc gió. Chẳng mấy chốc toàn bộ người bên trong nhà đều chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này anh hói chỉ việc thong thả bước vào như trốn không người. Để cho giống một vụ trộm cắp thông thường, anh đã nhảy hết nữ trang cũng như tiền bạc của bọn chúng, sau đó mở két sắt và cài đặt phần mềm gián điệp vào laptop. Xong việc, anh tính chim én ra ngoài nhưng đúng lúc này lại bị hai tên bảo vệ phát hiện. Ôi các anh hãy tha cho em, chỉ vì mẹ già ốm yếu nên em mới làm trò dại dột này. Thấy vậy, một tên bảo vệ tưởng thật liền cất súng đi, ai ngờ anh hói nhanh tay bóp nát hai hòn trứng dái thẳng đằng sau, rồi tiếp tục đá vào củ khoai thẳng đằng trước. Hai tên bảo vệ bị anh đánh đau quá liền ngã gục ra đất bất tỉnh nhân sự. Phải đến tận sáng hôm sau chúng mới tỉnh lại gọi điện thông báo cho Simon biết tình hình. Gã tỷ phú tức giận nói nếu còn để xảy ra việc này nữa thì tao sẽ thiến từng thằng một. Ông ta còn kêu thuộc hạ phải đảm bảo an ninh tuyệt đối trong 72 tiếng nữa trước khi máy bay cất cánh đưa hắn đến Thổ Nhĩ Kỳ. Mà cuộc trò chuyện này đã bị nhóm bộ tứ siêu đẳng nghe lén, thế là cả đám ngay lập tức bay tới đó để điều tra thêm. Không lâu sau, Danny và Sarah đã có mặt tại khu biệt thự tỷ đô của Simon để thể hiện tình yêu đối với thần tượng. Ông ta đã tặng cho Danny một chiếc siêu xe hàng cổ phiên bản độc nhất vô nhị muốn sản xuất là có liền. Trong khi hai người họ đang đi dạo phố thì Sarah tranh thủ đột nhập vào phòng của gã tỷ phú. Cô hack vào máy tính để tìm bằng chứng nhưng chỉ tìm thấy giao dịch buôn bán vũ khí với tên người Ukraine, chứ không phát hiện bất cứ thứ gì liên quan đến chiếc vali bí mật kia. Nhận được tin báo, Nathan cho rằng cả nhóm đã nhầm mục tiêu, vì vậy anh ta lập tức liên lạc với anh hói và Davis để hủy bỏ nhiệm vụ quay về căn cứ. Tuy nhiên lúc này anh hói lại đang theo dõi một tên Ukraine, thấy hắn có hành động rất khả nghi khi đưa một tờ báo cho tên trợ lý của Simon. Anh bám theo bọn chúng được một đoạn thì bị phát hiện, tên trợ lý định gọi viện binh đến ứng cứu nhưng không ngờ lại bị Davis dùng thiết bị phá sóng ngắt kết nối. Chẳng mấy chốc anh hói đã chặn được đầu bọn chúng, không cần nhiều lời anh trực tiếp đấm thẳng vào mặt một tên, sau đó xiết cổ hắn ta cho đến khi ngỏm củ tỏi thì thôi. Tên trợ lý thấy vậy vội vàng bật tốc hành bỏ chạy, anh hói liền đuổi theo nhưng đối phương lại nhảy được một chiếc xe máy rồi phóng đi. Báo hại anh phải chạy tụt cả quần thở như cờ hó, cứ tưởng sẽ để mục tiêu chạy thoát, ai ngờ trong lúc ôm cua hắn lại rớt nài ngã sấp mặt lợn. Thế là tên quản lý phải ba chân bốn cẳng chạy trối chết, hắn vào được thang máy đi lên trên liền ra vẻ ta đây đắc thắng khiêu khích anh hói. Anh hói cay giái lập tức leo cầu thang bộ truy đuổi bằng được. Tên trợ lý biết điện thoại của mình đã bị theo dõi nên đã lén bỏ vào túi một thanh niên khác, sau đó đẩy đối phương rơi thẳng xuống đất, đợi đến khi anh hói chạy tới nơi mới phát hiện ai đó đã nằm bẹp dí bên dưới. Đúng lúc này tên trợ lý lao ra định đẩy anh hói xuống, không ngờ kẻ phải đáp mộ cuộc tình lại chính là hắn. Lục soát trong người tên khốn này, bọn họ tìm thấy một tờ báo. Bên trên ghi rõ thời gian giao hàng vào 9 giờ sáng mai, nhưng xui thay giờ tên trợ lý đã mồ yên mà đẹp nên chắc chắn vụ giao dịch sẽ không thể thực hiện. Thôi thì việc gì khó lại có anh hói đẹp trai lo, anh đóng giả thành tên trợ lý để thực hiện vụ giao dịch. Sarah dùng phần mềm để chỉnh giọng nói sao cho anh hói không bị phát hiện. Cứ như vậy anh chàng đẹp trai đầu nhiều tóc đi đến điểm giao dịch, còn Davis thì dùng súng trường yểm hộ từ xa. Đang ngon lành cành đào thì bọn họ phát hiện tên bảo vệ hôm anh hói đi nhảy đồ trong dinh thự cũng có mặt ở đây. Hắn ta nhận ra anh hói nên kế hoạch của mọi người đã bị bại lộ. Không còn cách nào khác, Davis buộc phải nổ súng giải nguy cho đồng đội. Anh hói cũng nhanh chóng thó luôn chiếc vali rồi lên xe tăng ga bỏ chạy. Đúng lúc đó có một chiếc trực thăng bay đến, không rõ là địch hay ta.
chỉ biết rằng chúng điên cuồng phóng rocket 1 giờ vào tất cả những người có mặt bên dưới. Anh Hói chưa chạy được bao xa đã bị chặn lại. Hóa ra bọn này là người của Mike Mồm Lông. Hắn ta đến đây với mục đích cướp chiếc vali. Và kế hoạch đó đã khiến cho toàn bộ mọi người phải bất ngờ, ngay cả Simon cũng không lường trước được. Mà lúc này Sarah cùng Danny cũng đã bị bại lộ thân phận. Cả hai nhanh chóng lái chiếc siêu xe độc nhất vô nhị bỏ chạy tóe khói. Phía bên kia Mike sau khi lấy được chiếc vali từ tay anh Hói liền lên trực thăng rời đi. Hắn còn sai thuộc hạ hốt xác anh Hói, nhưng tên Mồm Lông không biết rằng nhân vật chính luôn luôn được đạo diễn che chở. Đám thuộc hạ của hắn đã bị Davis tiêu diệt gọn gàng. Sau đó hai người cũng nhanh chóng lên trực thăng rồi bay đến trợ giúp Sarah và Danny. Bọn họ chờ trước cửa hầm đợi đến khi đồng đội chạy qua liền phóng rocket 1 giờ khiến căn hầm nổ tung. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Thấm nhuần tư tưởng đó, anh Hói đã đưa cả đội đến gặp Simon yêu cầu hợp tác đánh bỏ miệng cái thằng Mồm Lông kia. Nếu thành công thì bộ tứ siêu phàm sẽ có được chiếc vali, còn gã tỷ phú cũng được trả một khoản tiền nho nhỏ để dưỡng già. Lúc này ông ta mới cho họ biết chiếc vali đó có chứa một con chip trí tuệ nhân tạo trị giá 100 tỷ đô. Nó có thể hack vào bất kỳ đâu mà người dùng muốn. Và nó được mua bởi hai nhà tỷ phú công nghệ. Bọn chúng cần con chip để đánh sập toàn tất cả ngân hàng trên thế giới. Khi đó tiền tệ sẽ mất giá và vàng sẽ lên ngôi. Như vậy số vàng trị giá 40 tỷ đô của chúng sẽ tăng gấp 1.000 lần. Mặc dù Simon rất cay dái với những gì mà nhóm của anh Hói đã làm trước đó, nhưng vì tiền nên bọn họ vẫn quyết định hợp tác với nhau. Simon và Danny sẽ đi đến căn cứ của hai tên tỷ phú công nghệ. Không ngờ tên Mồm Lông Mike cũng có mặt ở đây. Thì ra bọn chúng đã thông đồng với nhau để không phải trả khoản phí hoa hồng cho Simon. Đúng là thông minh, người thông minh như vậy thường hay chết sớm. Simon mang tới đây một quả bom nho nhỏ chỉ đủ sức san phẳng tòa nhà này. Nếu hai tên tỷ phú không ói tiền ra thì cả đám sẽ bay màu cùng nhau. Thấy bọn này không chịu tin mình nói, Simon kêu Danny tắt điện đi để ngắm pháo hoa. Ngay lập tức toàn bộ trạm phát sóng của chúng bị nổ tan tành. Đến lúc này hai tên tỷ phú công nghệ mới bắt đầu sợ xanh mặt trứng dái đánh lô tô. Tên đeo kính vội vàng sai đàn em chuyển tiền lại cho Simon. Thấy tiền đã về tài khoản, Danny và Simon mới chịu rời đi. Trong khi đó anh Hói cũng đột nhập thành công vào tòa nhà dưới sự chỉ dẫn của Sarah. Anh nhẹ nhàng hốt xác đám bảo vệ vòng ngoài như ăn kẹo. Đi đến đâu là có thằng phải bán muối tới đó. Mà bên này Mike và hai tên khách hàng lại xảy ra xung đột. Thanh niên Mồm Lông cay cú đòi tiền công nhưng không được trả. Thế là hai bên liền rút hàng nóng ra bắn nhau. Kết quả chẳng còn thằng nào sống sót cả. Đến khi anh Hói lên tới nơi thì chẳng hiểu con bịa gì cả. Ủa sao công việc nó lại dễ thế nhỉ? Anh hí hửng cầm vali tính chim én đi thì Mike bất ngờ xuất hiện định ra tay đánh lén. May mắn có Sarah nhắc nhở nên anh Hói đã kịp thời đưa nhẹ cái vali vào mặt hắn. Cứ ảnh đại diện là anh đập không trượt phát nào. Mày không thoát được tao đâu con trai. Sau khi giúp Mike đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên, anh Hói nhanh chóng cầm vali rời đi cùng với đồng đội. Sáng hôm sau bọn họ giao nó cho Nathan để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Nathan lại muốn họ thực hiện thêm một nhiệm vụ nữa. Anh Hói liền mỉm cười nói đéo. Sau đó cùng với hai người còn lại đi ăn chơi hát lượn với số tiền hôm trước nhảy được ở nhà mấy tên Ukraine. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.